Xin chào mọi người. Huyền thoại chiếm thần tập 172. Là cái thằng khốn nào? Misa lập tức chỉ vào nhà sách. Chính là anh ta đã bắt nạt em. Anh ta ý vào mình là đàn ông thì sỉ nhục em, mắng em, rồi lại đánh em. Miêu đồng đáp trả. Miêu san, cô im ngay. Gia sắc đánh cô hồi nào chứ? Cô câm miệng. Vương Mạnh hét to một tiếng. Hay lắm, Miêu đồng. Cô thân là chị mà lại bênh vực cho người ngoài. Miêu san khóc lóc. Tên đàn ông đó chính là tình nhân của chị ta. Đương nhiên là chị ta sẽ nói chuyện giúp anh ta rồi. Vương Mạnh hừ lạnh một tiếng. Đồ đê tiện. Ông xã, anh phải làm chủ cho em. Nếu không thì em thực sự không còn mặt mũi như người khác. Yên tâm đi. Tối nay anh nhất định sẽ cho cái đôi nam nữ chó chết này một bài học. Vương Mạnh kêu Miêu San đứng qua một bên, sau đó vừa siết chặt nắm đấm, vừa đi về phía Miêu Đồng và Danh Sách trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Mà khóe miệng của Miêu San lại hơi nhếch lên, dám mắng cô ta sao? Bây giờ lập tức cho các người biết cái gì được gọi là họa từ miệng mà ra. Danh Sách, Miêu Đồng, đừng mong tối nay các người có kết quả thoải mái. Miêu Đồng lập tức bị dọa sợ. Dù sao thì cô ta vẫn là cô gái yếu đuối. Đứng trước mặt một tên đàn ông làm cái nghề đánh võ sanda như Vương Mạnh, căn bản không đáng để chú ý. Nhưng điều khiến Danh Sách không ngờ đó chính là giữa tình huống sợ hãi như thế mà Miêu Đồng lại chủ động đứng cản trước mặt anh, giang hai tay ra. Cậu muốn đánh thì cứ đánh tôi đi, là do tôi không thích nhìn Miêu San vô duyên vô cớ gây sự nên đã mắng nó, không có liên quan gì đến Danh Sách. Danh Sách có hơi giật mình. Nếu là bình thường, không phải phụ nữ đều sẽ trốn đằng sau đàn ông sao? Thế mà Miêu Đồng đã chủ động đứng ra. Sự dũng cảm và tấm lòng này, Danh Sách cảm thấy cảm động. Có lẽ Miêu Đồng chỉ là vì để báo đáp món nợ ân tình 15 tỷ của Danh Sách. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, trong thời khắc nguy cấp vẫn không xem Danh Sách như bia đỡ đạn, mà lại thay Danh Sách gánh chịu tổn thương. Điều này đã đáng để khâm phục. Vương Mạnh cười lạnh, cặp đôi nam nữ chó chết này, tôi sẽ không bỏ qua cho ai đâu. Thân là chị gái mà lại không biết yêu thương em gái mình, còn con đê tiện này muốn ăn đòn rồi chứ gì. Nói xong anh ta không hề thương hương tiếc ngọc chút nào mà giơ nắm đấm to lên đánh thẳng vào mặt Miêu Đồng. Tốc độ cực nhanh, sức lực vô cùng lớn, độ chính xác lại cao. Dù sao thì nghề nghiệp của anh ta cũng là luyện võ sanda, một đấm này giáng xuống cho dù Miêu Đồng không chết thì cũng bị hủy đi dung nhan. Lúc nắm tay của anh ta cách mặt Miêu Đồng chưa đến hai ngón tay, đột nhiên Vương Mạnh cảm thấy có một nguồn lực to lớn đột ngột chặn nắm đấm của anh ta lại. Tập trung nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy có một bàn tay ngăn cản trước mặt Miêu Đồng, thật sự thay cô ta mà gánh chịu sức lực của một đấm này, là Danh Sách. Vương Mạnh giật mình, nắm đấm của anh ta không phải là yếu, vậy mà Danh Sách lại có thể đón nó một cách thờ ơ. Điều này đã nói rõ sức lực của Danh Sách rất lớn. Đúng là có tài, mày cho rằng mày có thể tiếp được mấy quyền của tao. Nắm đấm của Vương Mạnh đánh về phía Miêu Đồng nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, đã đạt đến tốc độ mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy. Thế nhưng là Danh Sách lại càng nhanh hơn. Mỗi một đấm của Vương Mạnh đều bị Danh Sách cản lại. Thậm chí Vương Mạnh còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là nắm đấm của mình còn chưa đánh ra thì bàn tay Danh Sách đã đón sẵn. Nói cách khác, Danh Sách dựa vào khả năng phán đoán của mình khiến những đòn tấn công của Vương Mạnh trở thành hư vô. Chuyện này, Vương Mạnh lùi lại một bước, không dám tin mà nhìn Danh Sách. Thân thủ của người này tốt đến thế sao? Miêu San sốt ruột. Anh ông xã à, anh đang làm cái gì vậy? Còn không đánh cho bọn họ ngã xuống nhanh lên đi. Bà xã của anh bị người khác khác khi dễ, sao anh lại có tâm tư lề mề với bọn họ như vậy chứ? Ngọn lửa này được đốt cháy rất kịp thời. Lòng háo thắng và sự xấu hổ của Vương Mạnh đồng thời được bộc phát. Trong nháy mắt bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ như một tia chớp mà vọt đến trước mặt Danh Sách, khuỷu tay vào đầu gối cùng nhau tấn công. Người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản, nhưng mà huyền thoại chính thần không phải là người bình thường. Hai cánh tay của Danh Sách nâng lên chặn khuỷu tay vào đầu gối của Vương Mạnh lại, sau đó đảo khách làm chủ, nâng đầu gối lên đá vào bụng Vương Mạnh. Ầm, một âm thanh thật lớn vang lên. Vương Mạnh đâm vào vách tường rắn chắc, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cho dù là kẻ ngốc thì cũng có thể nhìn ra được Vương Mạnh căn bản không phải là đối thủ của Danh Sách. Đẳng cấp của hai người chênh lệch rất nhau rất nhiều. Miêu Đồng thở vào một hơi, chẳng trách lúc nãy Danh Sách lại không chịu đi, hóa ra là thân thủ Danh Sách lại đáng gờm như thế. Lúc này sự ái mộ của Miêu Đồng đối với Danh Sách nhanh chóng lan tràn. Cô ta ý thức được mình đã hiểu lầm Danh Sách rất nghiêm trọng, có lẽ người đàn ông này cũng không cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài, anh ta có thực lực sâu đến mức không thể lường nổi. Miêu San cũng đã ý thức được sự việc không đúng, cô ta biết là Vương Mạnh lợi hại đến cỡ nào, nhưng cho dù như thế vẫn bị bại dưới tay Danh Sách
chưa tới 3 chiêu. Đủ để nhìn thấy sự lợi hại của thằng Sách. Làm sao bây giờ đây? Miêu Sanh gấp đến độ khóc rống lên. Ông xã, sao anh lại có thể vô dụng như thế chứ? Mắt em bị mù mới có thể hẹn hò với anh. Vương Mãnh bám vào vách tường, chật vật đứng dậy. Anh ta nghiến răng nói, hay lắm, thằng ranh kia, thủ đoạn của mày đủ độc đó. Tao thừa nhận là tao đánh không lại mày, nhưng trên thế giới này không phải chỉ có đánh là được. Mày có biết tao là ai không? Mày đánh tao, mày có biết hậu quả của mày là nghiêm trọng tới mức nào không? Danh Sách khẽ cười một tiếng, bước lên trước một bước, đá vào bụng Vương Mãnh, khinh thường nói, thật ngại quá, tao lại đạp thêm một đạp rồi, sẽ có hậu quả gì đây? Vương Mãnh cố nén cơn đau đớn, lấy điện thoại di động ra, lập tức gửi một tin nhắn. Danh Sách cứ đứng nhìn như thế, căn bản không thèm ngăn cản. Sau khi gửi tin nhắn đi, Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi, mày nhất định phải chết. Không ngại, nói cho mày biết, tao là người của Dạ Cầm, đắc tội với Dạ Cầm, mày không còn con đường sống. Dạ Cầm là một trong những thế lực ngầm ở thủ đô. Tác phong làm việc ngang ngược, bá đạo chính là một sự tồn tại mà ai nghe thấy cũng phải e sợ, ngay cả đụng tới cũng không dám đụng. Có làm thế nào thì Miêu Đồng cũng không ngờ rằng Vương Mãnh lại là một thành viên của Dạ Cầm. Danh Sách, đi nhanh đi. Lúc này thì Miêu Đồng thực sự nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đẩy Danh Sách ra ngoài. Danh Sách lại vô cùng thờ ơ mà nói, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, còn chưa hỏi xong thì sao tôi có thể đi được chứ? Miêu Đồng căng thẳng muốn chết đi được, anh có cái gì thì để sau này hỏi không được sao hả? Người Dạ Cầm sắp đến đây rồi, anh đi nhanh lên đi. Không, tôi cảm thấy anh ở lại thủ đô cũng không an toàn đâu. Anh nhanh chóng mua vé, rời khỏi thủ đô, đi đến thành phố khác, tạm tránh mặt đi. Danh Sách làm ra vẻ ngờ vực, hỏi lại, tại sao chứ? Còn hỏi tại sao nữa chứ? Đây chính là Dạ Cầm đó, là thế lực ngầm, ngang ngược, tà ác. Người nào bị bọn họ để mắt tới thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Danh Sách à, tôi cầu xin anh đó, đừng có làm ra vẻ nữa, đi nhanh lên đi, chậm một bước thì ngay cả mạng cũng không còn đâu. Nhưng Danh Sách lại không thèm để ý một chút nào. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tự mình rót một ly trà. Tôi cảm thấy cô nó không đúng. Tôi nghe nói là Dạ Cầm người ta đã rửa tay gắt kiếm, thay đổi rồi mà. Chờ một lát nữa bọn họ đến đây, tôi mời bọn họ uống trà, mọi người tâm sự với nhau, bọn họ sẽ cảm thấy tôi nó có lý, chắc chắn sẽ không làm gì tôi đâu. Mấy người bọn họ nghe thấy Danh Sách nói như vậy, cũng không biết là nên nói anh là ngây thơ hay là nói anh chỉ ngu ngốc cho tốt. Nói đạo lý với người Dạ Cầm sao? Nếu như người Dạ Cầm chịu nói đạo lý thì tại sao bọn họ, mọi người lại sợ bọn họ như vậy? Miêu Đồng sốt ruột đến độ sắp òa khóc. Danh Sách à, tôi cầu xin anh đó, đi nhanh lên đi, hay là anh nhanh chóng gọi điện thoại cho cha anh, chú Tịch Giang, kêu ấy sắp xếp người bảo vệ anh, nếu không thì chắc chắn là tối nay anh không thể sống được đâu. Danh Sách thờ ơ cười một tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn Miêu Đồng. Từ tôi nói, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Anh có chừng mực cái gì chứ? Cô tin tưởng tôi không hả? Miêu Đồng ngơ ngẩn, đến lúc nào rồi mà Danh Sách còn hỏi mấy câu kỳ quái như thế. Tôi hỏi là cô có tin tưởng tôi không? Cái gì gọi là có tin tưởng anh không chứ? Cô chỉ cần trả lời là tin hoặc là không tin. Tôi... Miêu Đồng mím mím môi, đương nhiên là tôi tin tưởng anh rồi. Danh Sách cười nói, nếu như đã lựa chọn tin tưởng tôi, vậy thì ngồi xuống đây uống trà với tôi đi, chậm rãi chờ người Dạ Cầm đến là được rồi. Nhìn tình hình này, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Danh Sách cũng không có ý định rời đi. Miêu Đồng thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Danh Sách, uể oải nói, có lẽ là trốn cũng không thể trốn được, vậy thì tôi chết cùng anh thôi, là một đôi uyên ương bạc mệnh. Danh Sách lắc đầu cười khổ, quả thực là Miêu Đồng vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, không chỉ có ngây thơ còn có hiền lành. Vương Mạnh ở bên kia thở hổn hển vài hơi, đã khôi phục lại được một chút sức lực. Anh ta nói với Danh Sách, thằng nhóc kia, mày có can đảm đó, biết người Dạ Cầm sắp đến mà không chạy trốn, mặc dù mày có trốn cũng không có tác dụng gì đâu. Chờ đó đi, chờ đại ca phi kê của tao đến đây, mày sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Anh ta đi đến bên cạnh Miêu Sanh, em yêu à, anh đã nói trút giận cho em thì chắc chắn sẽ trút giận cho em mà. Anh đảm bảo với em, cái đôi nam nữ chó chết này chắc chắn sẽ không thể sống qua đêm nay đâu. Miêu Sanh gật gật đầu, được, vậy thì em đợi để xem kịch. Chưa đến 15 phút, có từng tiếng xe chói tai truyền đến, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Nghe tiếng bước chân là đã biết có khoảng 20-30 người đến đây. Là Dạ Cầm. Miêu Đồng hoảng sợ, run rẩy các người. Cô ta chưa từng gặp phải chuyện như thế, là một nhân viên văn phòng trong công ty bình thường, lại đối kháng với thế lực ngầm của Dạ Cầm sao? Chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Nếu như chết dễ dàng một chút thì còn được, chỉ e là... Ai cũng biết dáng người của Miêu Đồng tương đối nóng bỏng.
cái đám súc sinh dạ cầm nhìn thấy, có khi nào bọn họ sẽ sinh ra tà dâm hay không? Đến lúc đó, nếu như bọn họ thú tính bộc phát, Miêu Đồng phải làm sao mới được đây? Vừa nghĩ đến đây, nước mắt của Miêu Đồng liền rơi xuống. Cô ta đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như người dạ cầm muốn làm nhục cô ta thì cô ta sẽ tự sát để không chịu tội. Nhưng mà Giới Sắc nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ta, ông Dung nói: có tôi ở đây, mọi thứ đều không có vấn đề gì đâu, cô cứ tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi sao? Ba chữ đơn giản nhưng lại mang đến sự ấm áp vô tận. Thật sự có thể tin tưởng Giang Sách sao? Đối phương là dạ cầm đó, làm sao có thể tin tưởng là Giang Sách có thể đối phó với dạ cầm chứ? Thân thủ của anh rất lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì làm sao có thể một mình đánh lại 30 người chứ? Không thực tế một chút nào. Lúc đang suy nghĩ mông lung thì người dạ cầm đã bước vào phòng. Phi Kê, đại ca của dạ cầm, liếc mắt nhìn Vương Mãnh với vết thương chồng chết, giọng nói lạnh lùng: là thằng khốn nào ăn gan hùm mật báo lại dám đánh đàn em của tao? Vương Mãnh chỉ vào Danh Sách trên ghế sofa: chính là cái tên khốn đó. Đại ca, thân thủ của anh ta rất tốt, anh cẩn thận một chút. Thân thủ rất tốt sao? Hà, cho dù thân thủ có tốt đến đâu thì có thể một mình đánh 30 người. Phi Kê phất phất tay, trực tiếp đi đến ghế sofa trong phòng khách. Cả đám đàn em sau lưng đều gật gù đắc chí, dáng vẻ vô cùng lưu manh. Ôi cha, còn dẫn thêm một cô em nóng bỏng sao? Anh em, đêm nay thật là may mắn đó. Một câu nói của Phi Kê liền đốt cháy ngọn lửa trong lòng đám người dạ cầm, bọn họ lập tức trở nên kích động. Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh như băng được truyền tới. Phi Kê, đã lâu không gặp rồi nhỉ? Cái gì? Là ai thế? Tại sao giọng nói lại quen thuộc như thế chứ? Phi Kê sững người, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta phát hiện không chỉ giọng nói quen thuộc mà ngay cả vóc dáng của đối phương cũng rất quen thuộc. Đợi đến khi Danh Sách xoay mặt nhìn về phía hắn, máu trong người Phi Kê đều đông cứng lại, lạnh từ đầu đến chân. Âm một tiếng, ngã phật xuống đất. Đám đàn em của anh ta vội vàng cút sang một bên. Là anh ta sao? Là tên ác ma đến từ địa ngục sao? Vẫn còn nhớ lần trước Phi Kê dẫn thêm một nhóm người đến khách sạn tìm anh ta gây phiền phức, kết quả là mấy chục người bị một mình Danh Sách đánh cho tàn phế. Còn Phi Kê thì bị Danh Sách dạy dỗ một phen cho ra trò, bọn họ phải vận chuyển 30 tỷ tiền mặt từ khách sạn đến ngân hàng. Chính vì vậy mà Phi Kê còn trở thành trò cười cho cả thủ đô. Gần đây Phi Kê lại tuyển người một lần nữa, vất vả lắm mới thể chấp vá trò cười trước kia. Dạ cầm cũng có thể khôi phục lại một chút khí thế, bọn họ không ngờ rằng mình lại đột ngột gặp phải tu la dưới địa ngục. Đây chính là số phận mà. Đại ca, anh bị làm sao vậy? Vương Mãnh đến đỡ Phi Kê đứng dậy. Mãnh, đây chính là người đã đánh mày đó à? Đúng đó, đại ca, em chờ anh trút giận cho em. Được, đại ca, trút giận giúp mày. Phi Kê đứng dậy, sau đó trước mặt tất cả mọi người, anh ta đưa tay lên đánh Vương Mãnh một bàn tay thật mạnh vào trong mặt. Trong nháy mắt, gương mặt hắn liền sưng phù. Vương Mãnh ôm mặt nói ra: đại ca, anh làm cái gì vậy? Phi Kê hồng hồn nói ra: làm gì à? Thanh lọc môn hộ. Cái quái gì mà thanh lọc môn hộ chứ? Không riêng gì Vương Mãnh ngơ ngác, ngay cả Miêu Đồng, Miêu San cùng với đám đàn em của Phi Kê cũng cảm thấy choáng váng. Phi Kê vừa uống lộn thuốc xong, thật là bất thường mà. Vương Mãnh ôm mặt nói ra: đại ca, anh đã nói cái gì vậy? Phi Kê hiên ngang nói: mày có biết hay không hả? Người đang ngồi ở đây chính là một anh hùng hào kiệt, là vị đại hiệp mà cả đời này tao sùng bái và tôn kính nhất. Sao người ta lại có thể đánh mày được chứ? Rõ ràng là do mày bắt nạt người khác không thành cho nên bị người ta dạy dỗ. Kết quả là mày chẳng biết xấu hổ mà còn kêu tao đến đây báo thù cho mày sao? Ha, cái loại rác rưởi mày nên loại trừ ra khỏi gia cầm chúng ta. Gia cầm chúng ta làm việc vì dân, giúp đỡ, yêu thương nhau, là một ban nhóm lương thiện, chất phác, làm sao có thể cho phép một tên khốn, một con sâu làm rầu nồi canh như mày gia nhập được chứ? Cho nên tao phải tham nhập môn hộ. Vương Vãnh và đám đàn em hòa mắt, chóng mặt. Không phải là Phi Kê uống lộn thuốc thật đó chứ? Nói cái gì mà giúp đỡ thương yêu nhau, lương thiện chất phác chứ? Lúc trước khi bọn họ gia nhập vào dạ cầm, không phải đã là nói sẽ ăn ngon uống say, thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ, không cần phải kiêng nể gì ai sao? Tôn chỉ hoàn toàn sai lệch rồi. Đại ca, đầu óc của anh bị chập mạch rồi hả? Vương Mãnh hỏi. Người bị chập mạch là mày đó. Phi Kê cầm lấy cây gậy đánh cho Vương Mãnh một trận, đánh đến nỗi Vương Mãnh đau đớn hét to. Đám đàn em còn lại mang thế về mặt ngơ ngác, lại không dám bước lên khuyên can. Cứ đánh như thế khoảng 10 phút, đánh đến nỗi Vương Mãnh nằm liệt dưới đất, máu me khắp người. Đủ rồi, không cần phải diễn kịch nữa đâu, tới đây ngồi xuống đi. Giới Thách thản nhiên nói. Vâng, đến ngay đây.
Phi Kê giống như là kẻ hầu người hạ, ném cây gậy đi, vội vàng chạy tới trước mặt Nhan Sách, cũng không dám ngồi xuống mà ngồi xổm bên cạnh Nhan Sách uống trà đi. Nhan Sách đưa tách trà cho anh ta, Phi Kê bưng tách trà lên uống một hớp. Trà của anh Giang đúng là ngon mà, mát lạnh dễ chịu đó. Miêu Đồng ở bên cạnh không biết nên nói cái gì cho phải. Người trước mắt thực sự là đại ca của nhà Cầm sao? Tại sao thái độ lại khiêm tốn như thế chứ? Giống y như là một tên tép riêu, không hề có khí thế của một lão đại. Gia Sách vẫn chưa ngẩng đầu lên mà nói ra: lần trước tôi đã nói với cậu rồi, mới có mấy ngày mà cậu đã quên hết rồi sao? À không, không, không dám quên ạ. Không quên sao? Vậy nhóm người này là có chuyện gì vậy? Chuyện này... Phi Kê nghiến răng: em biết sai rồi, em lập tức đuổi bọn họ đi ngay, sau đó tìm một công việc để làm, không dám xây dựng thế lực nữa. Lợi hại. Chỉ một câu, bà đã dọa Phi Kê phải giải tán Dạ Cầm. Làm sao người bình thường có thể có năng lực này được chứ? Miêu Đồng tin tưởng sâu sắc những quan điểm trước kia về Gia Sách chắc chắn là sai lầm. Tìm đàn ông thì phải tìm một người có thực lực khác với vẻ ngoài. Nhưng tại sao Gia Sách lại phải giả vờ như thế chứ? Chắc chắn là có bí mật. Gia Sách thở dài tiếp tục nói: Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Kêu cậu giải tán nhóm người này, yên phận mà đi làm, chắc là cũng không thể nào thực hiện được. Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói: như vậy đi, không cần phải giải tán Dạ Cầm, cậu cứ quản lý nó. Chỉ có điều sau này không cho phép cậu tiếp tục cướp bóc khi dễ người hiền. Chuyện này Phi Kê có chút khó xử. Hoặc là tiếp tục làm chuyện trước kia, hoặc là dứt khoát giải tán, cứ duy trì như thế mà không cho ra ngoài làm việc. Vậy thì một nhóm người ăn gì, uống gì để sống được chứ? Giang Sách vừa liếc mắt là đã có thể nhìn thấu sự nghi hoặc của anh ta. Anh bình tĩnh nói: bắt đầu từ bây giờ, tôi cho cậu một địa chỉ. Cậu đến đó nhận lương vào ngày 10 hàng tháng, cứ tính theo đầu người, tiền lương một người trên một tháng là 60 triệu. Cậu là quản lý tiền lương của cậu, gấp đôi, 120 triệu. Mẹ kiếp, có chuyện tốt như vậy sao? Dựa vào trình độ và lý lịch của bọn họ thì có thể đi đâu tìm một công việc có lương cao như thế chứ? Cho dù dẫn anh em đi khắp nơi bắt nạt người khác, một tháng cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng cảnh sát. Anh Giang à, anh đối xử với chúng tôi không khỏi là quá tốt rồi. Gia Sách giơ tay lên: dừng, không phải là tôi rảnh hơi muốn đối xử tốt với các người. Nhận tiền lương của tôi thì sau này phải làm việc cho tôi. Từ bây giờ trở đi, công việc của các người chính là duy trì trật tự cho vùng này. Nếu như gặp phải đám người cậy mạnh hiếp yếu, cướp bóc, tất cả mọi chuyện đều do các người quản. Nói cách khác, Gia Sách đang cho Dạ Cầm có cơ hội tẩy trắng, dùng tiền nuôi bọn họ, sau đó để bọn họ mỗi ngày giúp người dân bình thường bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Đây được xem là một chuyện vô cùng tốt. Phi Kê kích động nói: anh Giang, anh đúng là bồ tát sống. Thôi được rồi, cậu lui xuống đi. À đúng rồi, người như Vương Mãnh đừng có giữ lại ở Dạ Cầm. Giống như cậu đã nói, băng nhóm các cậu vẫn nên thanh lọc cho sạch sẽ. Vâng. Phi Kê lập tức đứng dậy cho người dẫn Vương Mãnh đi ra ngoài. Từ bây giờ trở đi, Dạ Cầm tác oai tác quái một vùng đã không còn tồn tại nữa. Thứ còn lại là Dạ Cầm lương thiện bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Cuộc cãi vã đã lắng xuống. Nhìn đồng hồ, trời đã rạng sáng, trận âm ỉ này của bọn họ đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Gia Sách thở dài một hơi rồi nhìn Miêu San ở bên kia, là nhìn Miêu Đồng, anh hỏi: nhà này là của ai thế? Miêu Đồng nói: là tôi bỏ tiền ra thuê, nhưng nó ỉ vào Vương Mãnh, cho nên anh không ở không, ở chỗ tôi lại không dám nói cái gì. Gia Sách gật đầu nói với Miêu San: cho cô một tiếng đồng hồ, thu dọn đồ đạc và cút khỏi chỗ này. Miêu San trợn trắng mắt. Mặc dù không biết thân phận thật sự của Giang Sách, nhưng nhìn thấy thái độ của Phi Kê đối với anh, liền biết Giang Sách chắc chắn không phải là người đơn giản. Hơn nữa, thân thủ của Giang Sách mạnh đến mức không còn từ nào để diễn tả. Lúc đầu Miêu San còn xem thường chị gái Miêu Đồng, cho rằng chị mình tìm một người bạn trai vô dụng. Bây giờ mới biết hóa ra chị mình lại tìm một đàn ông mạnh mẽ như thế để làm chỗ dựa. E là cả đời này mình cũng không thể theo đuổi kịp cô ta nữa. Miêu San không dám chậm trễ, nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi khóa nhà. Lúc này Gia Sách mở điện thoại ra, chọn mấy căn nhà cho Miêu Đồng xem. Cô xem mấy căn nhà này đi, thích căn nhà nào tôi sẽ mua tặng cho cô đó, sau này không cần phải thuê phòng nữa. Miêu Đồng được yêu mà thấy sợ. Không, không cần đâu, tôi còn thiếu anh món nợ ân tình 15 tỷ chưa trả nổi. Không, không cần phải khách sáo, cứ chọn đi. Miêu Đồng nhìn hình ảnh nhà cửa trong điện thoại di động, nhìn không được mà hỏi: Gia Sách, rốt cục thì anh là ai vậy chứ? Nếu như chỉ là con trai của chủ tịch Giang thì không thể nào lợi hại như thế. Gia Sách cười nói: cô không cần biết những thứ này. Miêu Đồng lại hỏi: vậy anh đối xử tốt với tôi như vậy, còn không thèm cơ thể tôi, thế thì anh muốn thông qua tôi để có được cái gì?
Tôi nói thật với anh, tôi không có bảo vật gia truyền quý giá gì đâu, không có đồ tốt đưa cho anh đâu. Giá Sách thu lại nụ cười, dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói với cô ta. Tôi giúp cô chỉ vì muốn hỏi rõ một vài chuyện từ chỗ cô. Chuyện gì? Ba chữ: thành phố ngầm.